Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với cây cúc mâm xoài nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái ngừa bệnh cho cúc mâm xoài nha mọi người. Đang mới ra quay video mà trời mưa luôn nha mọi người. Hôm rồi thời tiết thì cũng ui ui vậy hoài á, chứ cũng chưa có nắng gắt lắm. Nhưng mà được một cái là nhờ vậy mọi người, cái cây của mình nó tỉnh, nó đỡ mất sức lắm. Nhưng mà cái cây của mình hôm nay thì nói chung là cũng rất là cứng rồi mọi người, rất là cứng rồi. Rồi thì xuống giống, mình xuống giống hôm bữa mùng 1 thì hôm nay tầm khoảng mùng 5 rồi mọi người, mùng 5 rồi. Đây là như mọi người thấy nè, cây này nó cũng khá là cứng rồi. Thì sắp tới chắc tầm khoảng 5 ngày nữa là mình sẽ bắt đầu mình sẽ cơi đọt mọi người. Mình sẽ ngắt cái đọt nó ở đây. Đó. Nhưng mà thấy nè, ở đây là nó sẽ có những cái mục nè mọi người. Đây nè. Đó thì sau khi mình ngắt thì những cái đó nó sẽ bung ra. Nó sẽ tạo thành những cái đọt khác mọi người. Đó. Thì sau khi mình cơi nhiều lần vậy thì cái cây của mình nó sẽ ra bùm chùm nha. Bởi vậy mọi người hay hỏi mình là ủa sao trồng có cây mà sao nó bự vậy. Thì thật ra là nó chỉ có một cây nha mọi người. Nhưng mà do mình trồng thời gian dài nè, với lại mình cơi nhiều á, thì mỗi lần cơi vậy là nó sẽ, những cái nách lá nó sẽ ra những cái tược. Và cơi hoài vậy thì thành ra là nó ra rất là nhiều nha mọi người. Ra rất là nhiều. Rồi thì hôm nay á, thời tiết mấy hôm nay cũng mưa bão nên hôm nay mình ra cái video mình chia sẻ cho mọi người về cái ngừa bệnh cho cúc mâm xoài. Ví dụ như là thuốc để mình hạn chế nó bị vàng lá nè, rồi bị thối rễ mọi người, giúp cái cây của mình nó mạnh hơn á. Rồi đây, ở đây mình có một cái cây mọi người. Đó thì xuống bữa giờ mình chưa có xịt thuốc sâu luôn á. Thì bị mấy sâu nó ăn te tua nè. Nên mọi người á, lưu ý là phải xịt sâu nha mọi người, xịt sâu nè. Với lại rậy á, khi mà cái cây của mình bự rồi mọi người, là thường thường rậy nó sẽ đeo dưới những cái nách lá nè, nó ăn cái lá của mình nó nhúm luôn rồi. Mà để lâu nhiều khi mình không thấy, nên mọi người lưu ý cái vấn đề đó nha. Đó, mình bị nó ăn. Thì cũng hên mọi người, bị chắc cỡ tầm khoảng 1-2 cây à. Rồi cái lá bị vàng nè mọi người, thì do là mình trồng cái lá này nó bị dính vô cái giá thể nè, chứ không sao mọi người. Mình sẽ lấy những cái lá tại này chứ ở dưới đây thì không sao, nên mọi người bị vàng cái lá như thế này, vàng lá chưng thì cũng không sao nha. Này mình ngắt mình bỏ luôn cũng được nữa. Rồi tự nhiên quay quay đeo cho mọi người mà mưa quá trời luôn. À. Thì có một số trường hợp đó mọi người, mình trồng xuống bị vàng lá. Bị vàng lá mọi người thì do là ví dụ như là dư nước quá nè, rồi dư phân quá nè, rồi mình mới xuống mình tưới phân nó không có chịu á, thì nó cũng bị vàng lá đó nha mọi người. Rồi cây thứ hai nè, mọi người thấy không, sâu nó ăn cái cây này chắc thôi mình bỏ rồi. Mình thay cây mới vô. Chứ cây về mà trồng gì nữa mọi người, nó ăn cũng hết luôn rồi. Đó. Đây. Thì nhiều khi do, đây mọi người rất là xanh nha, do nhiều khi bầu trời á, rồi nó dạ xuống mọi người, ra là thấy vàng vàng vậy đó, chứ thật ra rất là xanh. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thuốc để mình ngừa bệnh cho cây cúc mâm xoài nha mọi người. Năm nay mình làm có tầm khoảng 100 chậu à. Rồi thì như mình chia sẻ rất là nhiều rồi mọi người, trong năm rồi, những năm trước nữa, thì những cái thuốc mình hay sử dụng đó là Antacon nè, Mancozeb nè, rồi Riumin nè,
Đó, thì ở đây mình có cái mancozeb nè mọi người. Thì những cái này là nó sẽ trừ nấm bệnh nè. Rồi nó bọc cho sạch đó. Sạch thuốc này thì nó sẽ ra màu xanh nè mọi người, màu xanh này. Nó sẽ áo lên một cái áo lên cái lá mình một cái lớp thuốc. Nó giúp cho cái lá của mình nó dậy, nó cứng hơn. Và trường hợp là mưa nhiều mọi người, nó tránh bị thối rễ nữa. Đây. Thối lỡ củ rễ nè mọi người, đó. Và héo xanh nữa nha, héo xanh. Rồi, tiếp theo là Antracon mọi người. Thì ba cái thuốc mình nói á, thì ngoài thị trường nó cũng còn rất là nhiều loại nha mọi người. Ví dụ như Aleve cũng hay nè, nhưng mà nó cũng hơi cao. Ba cái này mình chia sẻ thì nó cũng hợp giá tiền thôi. Aleve thì nó cũng không cao hơn nhiều mọi người, nhưng mà thôi mình thấy mình xài ba loại này xoay quanh là được rồi. Antracon này rất hay nha mọi người. Cái thuốc Antracon này nè, đó. Thì nó là màu trắng như thế này. Trắng như thế này nè. Nó sẽ cũng là áo lên cái lá của mình một cái lớp thuốc màu trắng như thế này. Thì nó giới thiệu nè mọi người, bảo vệ cây bằng cái áo giáp kẽm luôn nè. Đó, rồi thành phần hút trừ bệnh. Nói chung là cái nó cũng là hối rễ nè, trái lá nè. Rồi héo xanh nè, đó. Rồi cái Riumin Gold cũng vậy mọi người. Thì ba cái loại này nó cũng cái tác dụng thì nó cũng na ná nhau vậy đó. Nhưng mà mọi người phải sử dụng ba bốn loại nha. Ba bốn loại, ví dụ như tuần này mình xịt Antracon, tuần sau mình xịt Mancozeb, rồi tuần tới mình xịt Riumin Gold, xong rồi mình quay lại mình xịt Antracon. Đó thì để anh chị mọi người là để cho nó đừng có bị lần thuốc á. Ví dụ như mình cứ xịt thằng Antracon hoài luôn thì mình trồng thời gian dài mà. Ví dụ mình trồng vạn thọ đi, mình trồng khoảng tháng mấy 2 tháng là nó ra bông rồi thì mình xài cái nó không cũng được. Nhưng mà riêng về cái cúc cầm sâu này thì nó trồng tới 6 tháng lận, nên mình phải xoay quanh thuốc để tránh cái nó bị lần thuốc nha mọi người. Rồi lúc sau là cái cây mình sẽ có bị hiện tượng trái lá nè mọi người. Tức là nó ra bông á, là nó hay bị trái lá, nên mình xài cái hàng Antracon này nè. Rất hay. Mọi người lưu ý là mình phải xài xoay quanh nha. Chứ mà mình xài một loại không thì nó cũng không có được hiệu quả lắm. Rồi ví dụ như thì ở đây mình sẽ tầm khoảng 5 tới 7 ngày mình sẽ phun ngừa bệnh cho nó một lần nha mọi người. Vậy là hợp lý lắm rồi. Rồi thì sau này cái cây của mình cứng, mình pha thuốc sâu mình xịt chung cũng được nữa, rất là hiệu quả nha. Chứ mình đỡ mất công phải ngày nay xịt thuốc này, ngày mai xịt thuốc kia, rất là cực mọi người. Rồi thì video này mình chia sẻ cho mọi người cái thuốc ngừa bệnh đó nha. Với lại mọi người nhớ là sâu rầy đó, nó ăn một cái là trụi cái lá luôn. Đây mình mới quay qua mình thấy cái cây này nè mọi người. Mọi người thấy những cái nách lá của nó ra những cái tược không? Đây rất là tốt nha. Thì sau khi mình ngắt vậy nè, mình ngắt vậy đi đúng không? Thì những cái nách lá này nó phát triển nè, nó ra nhiều hơn. Và những cái cơ sau á, cơ một mình ngắt một lần thôi, nhưng mà cơ sau mình ngắt một cây mình ngắt cơ một qua một cây mình ngắt một lần nha. Cơ sau mình ngắt 2-3 lần. Rồi cơ sau nữa thì mình ngắt nhiều hơn nữa nha mọi người. Nên thành ra nó ra bùm chùm là như vậy. Rồi thôi, video hôm nay nói chung là cũng đầy đủ để chia sẻ cho mọi người về cái ngừa bệnh rồi. Sắp tới thì chắc ở sau mình khi mình cơi đọt thì chắc bắt đầu mình sẽ thêm phân cho nó. Hiện giờ thì mình chỉ tưới dưỡng rễ thôi mọi người. Và tầm khoảng 5-7 bữa thì mình tưới lần. Đó. Chứ mình không có xài phân khác nữa. Đó, rồi sau này thì sẽ kết hợp vô phân NPK. Thì lúc đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Còn hiện giờ thì nói chung là chưa. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like để theo dõi cũng như ủng hộ mình. Còn nếu mà thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận nha. Mình sẽ cố gắng trả lời. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.